Bây giờ hiện tại là 9 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2018 thì hiện tại chúng tôi đang có mặt tại nhà anh chị Hùng Dung tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Hôm nay thì chúng tôi có bàn giao cho anh chị là một bộ bàn ghế tần vàng gỗ đỏ. Đây, phía trong này chúng tôi đã vừa xếp xuống xe và cho gia đình anh chị Hùng Dung. Bộ bàn ghế này gồm có 6 món, cột 12. Hàng rất là đẹp. Về ra mình nhìn cô dâu nó khẳng khéo. Dâu đi ngày trước kia rồi cơ. Cả đôn ngồi đây. Hàng rất đẹp, 100% là chất liệu gỗ gõ đỏ, rất là đẳng cấp. Mọi người ai có nhu cầu muốn sở hữu như một sản phẩm như này thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0987510806 hoặc là truy cập vào website đogotung8.com. Đấy. Trên màn hình đây là anh Hùng, anh chủ nhà đây. Rất cảm ơn anh chị Hùng Dung đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong clip khác. Mọi người xem video thì bấm like và đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi.